Mark One số 1 về Mark. Vâng, xin chào tất cả anh em, lại là mình Thịnh Easy đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mark One. Hôm nay thì vẫn trong chuyên mục giá rẻ, mình sẽ giới thiệu đến anh em một em, đó là MacBook Pro 15 inch LED 2013 với mã là ME293. Bây giờ thì vào review thôi. Về bề ngoài thì trước này máy này vẫn giữ các cổng kết nối như là jack sạc, 2 Thunderbolt 3.5, 2 USB, 1 HDMI và 1 khe thẻ nhớ. Như vậy sẽ tiện hơn cho chúng ta khi mà không phải mua thêm các chuyển như các dòng đời mới phải dùng qua Type-C. Ở những chiếc MacBook Pro đời cũ thì mình rất thích bàn phím bởi vì ấn rất là thích, sướng và chắc tay. Chỉ ở điểm mình không thích là trackpad hơi nhỏ so với mình. Ngoài ra thì chúng ta có một màn hình 15.4 inch Retina cực kỳ sắc nét. Nếu mà đem MacBook Air ra so sánh thì cùng với giá tiền thì chiếc máy này mình nghĩ vẫn sẽ chọn Pro vì có màn Retina. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến sâu hơn vào phần bên trong. Em máy này sử dụng CPU Intel Core i7 Haswell 2.0GHz và có thể boot lên tới 3.2GHz. Graphics là Iris Graphics 16GB RAM 1600MHz DDR3 256GB. Cấu hình này mình nghĩ khá là tốt. Mình nghĩ chiếc máy này sẽ phù hợp với anh em nào làm một chút ít về đồ họa, dân văn phòng hoặc chỉ đơn thuần là sử dụng bình thường. Mình thấy những chiếc máy đời cũ mà mình đã review thì chiếc này là một trong những chiếc mà khá là mạnh. 16GB RAM tuy với chỉ là DDR3 so với DDR4 hiện nay trên thị trường. 256GB SSD là đủ để lưu trữ rồi. Vậy việc mà anh em muốn một cấu hình mạnh đủ để gánh công việc, chưa hết là giá thành khá là hời tại Mark One với 24 triệu là hoàn toàn hợp lý khi mua một em đời LED 2013. Điểm mình không thích đơn giản chỉ có hai điểm là trackpad và thiết kế không được tinh xảo cũng như là gọn gàng như đời mới, nhưng mà nó không đáng kể vẫn chấp nhận được. Vậy thì mình xin kết thúc video ở đây về em ME293 và hẹn anh em ở những video tới.